quán bún riêu của bà Nguyễn Thu Nga tại địa chỉ 64 Nguyễn Hữu Hào, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh suốt 30 năm qua đã níu chân không biết bao nhiêu thế hệ thực khách. Tất cả các nguyên liệu có trong tô bún đều mang kích cỡ khủng. Chỉ với huyết, đậu hũ, cà chua nguyên trái, miếng giò heo và riêu cua to đùng đã chiếm hết mặt tiền tô bún. Đặc biệt, nước lèo có sự hòa trộn của nước tôm luộc nên rất đậm đà, ngọt thanh, gây thương nhớ cho cả những thực khách chỉ ăn một lần. Ngoài việc tự tay lựa chọn từng nguyên liệu, có một công thức riêng để tạo nên hương vị tô bún riêu đặc biệt này, bà Nga còn ghi điểm với thực khách bởi sự vui vẻ hay cười của mình. Người ăn không chỉ được thưởng thức tô bún riêu đầy ắp mà còn được khuyến mãi những câu đùa của bà chủ vui tính, khiến không gian quán tuy nhỏ nhưng lại luôn luôn thoải mái. Tôi ăn ở đây cũng lâu rồi, mười mấy năm nữa. Chứ ở đây cũng ngon, bởi vì giờ chuyển về nhà bè mà cũng lên đây ăn. Rồi như giò, xương, thịt đồ cũng nó cũng nhiều thứ cũng ngon hơn người khác. Ăn nhiều quán lắm mà quán này là ngon, mà ăn lâu ăn hoài. Hàng bún riêu bà Nga mở cửa từ đúng 11h15 phút đến khoảng 18 giờ đã bán sạch trơn. Quán bún dù không lớn nhưng số lượng người ăn rất đông, thường kín hết chỗ ngồi. Đặc biệt, bún riêu bà Nga còn là địa điểm nhiều nghệ sĩ từng ghé ăn. Mỗi ngày, trung bình bà Nga bán khoảng 500 tô, tương đương với 70kg bún. Chỉ cần thêm chút mắm ruốc nồng nồng, nặng miếng chanh chua, bỏ miếng ớt cay cay nữa thì khó ai có thể cưỡng lại tô bún riêu đậm đà này. Giá mỗi tô dao động từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo yêu cầu nên cũng phù hợp với thực khách ở mọi tầng lớp. Tô bún riêu thương hiệu Thu Nga rất to nên nếu thực sự đói bụng, bạn hãy gọi một tô với đầy đủ các thứ đi kèm. Còn không, bạn chỉ nên gọi tô nhỏ và lựa chọn những gì mình thích ăn nhất nếu không muốn đi không nổi vì no.